Và giờ xin mời quý vị khán giả gặp gỡ ca sĩ Lê Di. Xin chào chị. Chào chị ạ. Chào em gái của chị Khánh Chi. Chị chào Minh Tuân. Dạ. À, Lê Duy chào khán giả xem chương trình Come On. Duy tự giới thiệu, Duy là ca sĩ và make up Lê Duy. Hôm nay Duy rất là vui khi được tham gia chương trình Come On. Chị có thường xem coi chương trình Come On không? Chị xem rất là nhiều và rất là thích chương trình này. Xin phép hỏi chị á, câu chuyện khi mà mình còn bé đó, thì mình có cảm thấy mình khác biệt với những bạn khác không chị? Có em, chị nhớ lúc bắt đầu chị học lớp 1 á, thích lấy son của mẹ đánh nè, lén lén lấy quần áo của mẹ mặc. Và đặc biệt là mới có lớp 1 thôi là đã thích cái bạn ngồi kế bên đó. Chắc bạn đó đẹp trai đúng không chị? Đẹp trai. Rồi mới lớp 1 mà biết đẹp trai rồi hả? Trời, lớp 1 biết rồi, biết rồi chứ. Biết bài hồi đó chị học trễ 1 năm. Em có tin rằng là cả một cái lớp á chị không có nhớ tên ai hết. Đến bây giờ chị mỗi nhớ tên bạn đó thôi. Bạn đó tên gì vậy? Tên Kiên. Chị đã cao lớn rồi đúng không? Mà cái bạn đó còn cao hơn chị luôn. Vậy hả? Ừ. Hay vậy là chị để ý bạn đó? Thật ra thì không phải là để ý đâu nhá, mà giống như là đó là một cái là mình chỉ thấy thích thôi, thấy gần gũi, mình cảm thấy thích đi chơi với nó, thích ngồi kế bên. Rồi sao cho hai người có tiến triển không, hay là chị thích gì vậy thôi? Trời, đâu có biết gì đâu tiến triển. Ôi, mới lớp 1 rồi chị ơi. Hồi đó thì cái tuổi thơ của chị ấy, nó cũng khó khăn lắm. Tan học là chị lo, chị chạy về nhà để phụ mẹ nấu cơm với là trong em thôi, chứ đâu có thời gian đi chơi. Nhưng mà tuổi thơ của chị là ở dưới quê hay sao? Ở mà Tây Ninh đó. Chị ở Tây Ninh từ nhỏ luôn. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó chị biết cái giới tính chị là như vậy chưa? Chị cũng chưa có hiểu được cái giới bắt tính. Bắt đầu bao nhiêu tuổi chị mới biết là giới tính chị là như vậy? Bắt đầu chị khoảng 12, 13 tuổi. Khi nào chị hiểu được con người của mình rồi á, chị có thấy hoang mang không? Hay là chị dễ dàng chấp nhận nó? Không, hoang mang cực kỳ luôn. Dạ. Rất là hoang mang. Tại vì chị tự hỏi trong đầu chị á, chị là không biết bao nhiêu ngàn lần. Ủa, thế mình là gì? Mình là ai? Là tại vì mình thấy á, con trai thì thích con gái là thích con trai. Ủa, mình lại thích con trai, mình mà trong cái đó mình là con trai. Và cái thời điểm đó thì giới tính thứ ba thì nó chưa có phổ biến như bây giờ. Rồi nó cũng đâu có nhiều cái thông tin, mình chỉ thấy rằng mình bị lẻ loi. Nhưng mà chị khép kín, chị giấu gia đình chị luôn hay sao? Lúc đầu thì giấu, lúc còn nhỏ thì giấu. Khoảng bao nhiêu tuổi chị mới khơm ao chị kể thiệt gia đình chị nghe là chị như vậy? Kể thì chị cũng không có kể cho mẹ nghe, mà chị kể cho dì. Con không có thích con gái. Lúc đó cũng khoảng mười mấy gần 20 tuổi rồi đó. Chị nhớ cái thời điểm mà mỗi lần mà khách đến nhà, thật ra chị ngại lắm. Bạn của mẹ đến nhà hay hỏi chứ, ôi thằng này nó mau lớn quá, thằng này nó đẹp trai quá, nó có vợ chưa rồi. Cái câu đó chị rất là sợ nghe, ngại hỏi. Mẹ chị thì lúc đó không biết nói thiệt hay nói chơi. Mẹ chị bảo là ôi nó bị đê mà vợ con gì. À, nói vậy luôn hả? Ồ, vậy chắc là mẹ nghi đó. Thì không, mẹ đã biết là con mình như vậy, nhưng mà chắc là mẹ từ trong đáy lòng thì không có muốn mình như vậy. Rồi khi mà chị come out với gia đình của chị á, thì phản ứng của mọi người như thế nào chị? Dì Út thì rất là thương, rất là thông cảm. Hình như là dì có nói lại với mẹ hay sao ấy. Thì mẹ nói là trời ơi, nói chung là mình đẻ ra nó, mình biết nó mà, mình thừa biết là như vậy rồi. Rồi khi mà mẹ nói vậy thì mọi thứ nó bình thường hả chị? Hay là quan hệ hai mẹ con có cái gì đó hơi căng thẳng? Chị thì được may mắn một cái vấn đề là mẹ từ bé lớn chưa bao giờ có một ý kiến về giới tính của Duy. Miễn sao con vui là được. Nhưng mà mẹ có buồn. Mọi người biết đến chị qua nhiều cái vai diễn từ rất là lâu rồi. Từ bao giờ chị bắt đầu bén duyên với lại cái nghề diễn chị? Cái hồi còn nhỏ đó, trước nhà chị nó có một cái sân vận động nhỏ nhỏ. Thì cái thời điểm đó là các đoàn cải lương hay về diễn. Chị đi xem cải lương thì thật ra chị rất là thích, rất là mê. Và lúc đó là trong đầu chị nghĩ rằng là mình lớn lên nhất định mình phải là diễn viên cải lương. Yeah. Mẹ chị thì cấm. Chị nhớ mỗi lần mà chị đi xem cải lương về, mẹ chị đánh kinh khủng luôn. Trốn đi hả? Trốn đi, mẹ không cho, mẹ sợ đi rồi mê rồi đi luôn á. Chị nhớ ngày xưa mẹ chị chặt sẵn 3 cây roi để trước mặt chị. Tối nay con mà đi coi cải lương về là mẹ phải đánh con gãy 3 cây roi này mẹ cho đi ngủ. Chấp nhận. Có tiền mua vé vô hay là đi coi chùa? Toàn đi chui lộ. Đào hố chui vô phải không? Chị cũng mê cái lương lắm, chui trong mà với lại xin tháng ta đi 2-3 người gia đình vô cái vô một cây cây chàng đi vô luôn vậy đó. Ủa rồi có giờ mình bị bắt lại. Mình bắt lại gì? Wow. Bắt quê nhưng mà nó chứ. Trời ơi, xin lỗi, giờ đi ra. Hiểu không? Em hiểu không? Bao nhiêu năm là chị mới đi theo cái nghề đó? Đến mà gia đình chị, mẹ, chị, bà ngoại, tất cả mọi người cản không cho chị đi hát cái lương. Nhưng mà chị trốn nhà chị đi. Mẹ không biết đường nào mà tìm.
rồi đi theo đâu có làm cái gì, theo hầu người ta thôi, hầu giặt quần áo cho mấy nghệ sĩ đâu đó, rồi là xin lên làm quân sĩ, ai mà bệnh thế dai là lên thế, thuộc hết tuồng. Mà sao biết hát? Chị nghe mà chị thuộc tuồng hết luôn. Cái vai đầu tiên của chị mà hát cải lương là vai tiểu đồng trong tuồng Lục Dân Tiên. Rồi sau đó đến bao giờ chị mới trở thành một diễn viên cải lương nổi tiếng? Chuyên nghiệp. Thì cứ đi theo đoàn rồi xong rồi từ từ bắt đầu là cứ thế vai từ từ, và cuối cùng là thành một diễn viên cải lương chuyên nghiệp. Thì đến lúc đó là chuyên nghiệp rồi thì mẹ coi như là bó tay. Đúng năm 18 tuổi á là đóng chính luôn đoàn cải lương Long An. Ủa chị, nãy giờ em không thấy chị chia sẻ về ba của mình. Thật ra ba chị mất sớm. Ba chị mất lúc chị mới có 5 tuổi à. Tại vì sao mà chị đang là một người diễn viên cải lương nổi tiếng mà chị lại đổi nghề? Chị hát ca nhạc nữa. Ba chị là một ca sĩ cái thời trước, mẹ chị cũng là một ca sĩ, không có nổi tiếng thôi. Thật ra trong người chị á, nó cái gen nó là ca sĩ. Cái người đầu tiên mà để chị nghe là anh Tuấn Vũ với là chị Hương Lan. Chính hai cái giọng hát đó đã khơi cho chị thấy rằng là à, cái này cái là bộ môn mình mới thích. Như là ngày xưa á, là đoàn cải lương á, đến gần chỗ nhà mình hát rất nhiều, ít đoàn ca nhạc hơn. Đúng rồi, không có ca nhạc. Và sau này nữa là chị mê một người đó là chị Bảo Yến. Lúc đó là chị mê ca nhạc và chị sẵn sàng chị bỏ luôn cải lương luôn. Thì lúc đó chị mới quen Lâm Khánh Chi. Mấy tuổi chị bắt đầu chị đi hát ca nhạc? Lúc qua ca nhạc là mới có 21, 22 tuổi à. Rồi sao đi hát mấy năm trời với em, sao tự nhiên bỗng chốc là chị biến luôn, không thấy mặt chị đi hát nữa. Thì luôn chị đi đâu? Em không nhớ lúc cái thời gian mà chị đi hát mà chị học trang điểm. Chính chị Kim Khánh là cái người mà phát hiện ra là chị có năng khiếu về trang điểm. Học make up là giống như là một cái nghề tay trái. Rồi là chị ra Hà Nội luôn hả? Em có nhớ là cái thời điểm mà chị có một cái show đi Úc diễn không? Thì anh Minh Thuận nói là Duy ơi, em kỳ này em đi nước ngoài về, em ráng cố gắng dành tiền về anh làm cho em một cái đĩa, một cái băng cassette. Ca sĩ thời đó mà để có một cái băng cassette rất là khó. Bao nhiêu niềm hy vọng ở cái chuyến đi Úc đó. Cuối cùng tất cả nghệ sĩ ra sân bay, đi vào phòng cách ly rồi mà cuối cùng cái đoàn ca nhạc của chị bị chặn lại không cho đi. Lý do chị biết lý do gì không? Hình như là giấy phép cục trục trặc. Một cái điều thất vọng vô cùng, quá buồn. Vậy là cái ước mơ có được một cái tan tành luôn. Ước mơ của chị nó tan tành luôn. Chị muốn bỏ nghề luôn. Chính vì vậy chị mới đi ra Hà Nội. Cứ nghĩ rằng là đi ra 1-2 năm thôi. Thì ai ngờ đâu đi ra đó thì lại ở đến 10 năm. Chị nhớ lúc đó chị đi tàu lửa. Hành lý thì chị có đúng một cái cốp trang điểm và một cái vali quần áo. Trong túi còn đúng 500 ngàn. Mà chưa biết là ra đó sẽ tìm việc được hay không. Chơi vơi như vậy, chưa biết một cái gì hết. Rồi ra đó chị ở đâu? Ra đó thì chị có đúng một người bạn về nhà, bạn đó ở một thời gian ngắn và đi thử việc. Vừa vào một cái cửa hàng ngày xưa là áo cưới Thanh Hằng, rất là nổi tiếng ở Hà Nội. Thì vừa vào thử việc cái là bà chủ nhận luôn, tại vì lúc đó rất là đẹp trai. Mà người ta chuộng là cái người là đẹp trai. À, chị ơi, em cảm giác là cái lý do chị ở lại Hà Nội 10 năm á, không phải chỉ liên quan đến công việc. Tình yêu. Đang ở đó gặp trai đẹp rồi. Ngày xưa là hai chị em là thích trai bác. Gu với nhau, đúng không? Thật ra thì nó song song hai thứ. Đầu tiên ra thì vẫn đi hát buổi tối. Ở ngoài đó nó có một cái phòng trà. Ban ngày thì đi make up. Khi mà chị bước qua cái nghề make up nó rất là thuận lợi. Đúng một năm thôi nổi tiếng như cồn ở Hà Nội. Nhiều khi sáng ngày ra là cô dâu ngồi sắp lớp mười mấy 20 cô chờ đợi rồi. Làm tới chiều luôn. Mệt mỏi, lúc đó không thiết tha đi hát nữa. Và một cái phần chính á là mối tình đầu giống em. Em đoán đúng. Hai người gặp nhau như thế nào chị ha? Gặp anh ấy qua một người bạn. Cái người đó thật ra là bạn trai của bạn chị. Khi chị ra đó thì chị gặp lại cái người bạn của chị. Chị mới hỏi là ủa, người yêu đâu? Thì cái người đó nói là ơ, chia tay lâu rồi. Thì cái người đó mới hỏi chơi chứ, cô có thích không, tôi làm may cho. Thật ra người đó thì rất là đẹp trai. Giống như là diễn viên điện ảnh Giang Đông Jun mà của Hàn Quốc mà cái thời nổi tiếng đó. Cao 1m80. Người bạn chị mới cho số điện thoại bàn ở nhà. À, điện thoại bàn. Người đó có biết chị, giống như có gặp một hai lần mà không có nói chuyện. Mới ra Hà Nội công nhận là buồn thật. Nhớ nhà mà buồn lắm. Lúc đầu thì mình nghĩ là hay mình cứ điện thoại thử xem. Nếu mà bạn ấy nhận lời đi uống cà phê với mình ấy, đi chơi thì có thêm một người bạn. Đánh liều gan mà lúc đó mình cũng nhát nhát nữa. Gọi cái alo hỏi ai vậy? Nói mình là Duy này, nhớ không? Duy ca sĩ á. Nhớ rồi. Có gì không? Đó. À, nói chuyện không có ngon nghe mà. Mình hơi thất vọng. Ủa mà hôm nay gọi có việc gì không? Thì Duy đang buồn muốn có một người bạn đi cà phê thôi. Ok, cà phê thì được nha. Chứ mà chơi bd là không thích. Như một gáo nước lạnh tạt vô mặt mình. Nói thẳng như lúc này. Ừ. Rồi như lúc sao? Chị đơ khoảng mấy giây. Chị mới nói là không,
tại sao là tại sao bạn lại nói vậy? Bạn đó đó thấy mình hơi quá đáng thì bảo là ok thôi, hôm nào gặp. Mấy hôm sau mình cũng lì, mình gọi thêm lần nữa. Gọi thêm lần nữa. Tại đẹp trai quá, nghe nói đẹp trai quá đúng không? Đẹp lắm, rất là đẹp. Và lần thứ hai á, bạn đó cho mình leo cây. Hẹn mà bắt mình đứng chờ 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ vậy đó. Sau lúc đó mình khờ dễ sợ. Chỉ cần 15-20 phút không có là mình đi về đúng không? Mê trai đẹp. Em nghĩ chị có bỏ cuộc không? Gọi tiếp. Gọi tiếp. Tiếp là sao? Cách bao nhiêu ngày nữa gọi lại? Qua ngày mai gọi. Qua ngày mai gọi liền, liền tan luôn. Nếu như bạn không thích gặp thì không sao. Thật ra tôi muốn có một người bạn ở ngoài Bắc để cho nó vui thôi, tôi ở Nam ra. Khi nó xin lỗi bảo là tại vì hôm qua có việc gì đó bận cho nên là đột xuất không ấy được. Và lần thứ ba là gặp nhau đi uống cà phê. Lần sau gặp hai người gặp nhau cảm giác ban đầu như thế nào? Chị phải rất là bình tĩnh mà chị phải rất là cố gắng, phải gồng. Gồng. Phải gồng, phải là tỏ ra mình là một cái người là cũng không có cần, hiểu không? Nhưng mà quá đẹp trai mà. Từ đó mỗi lần đi hẹn đi uống cà phê là không bao giờ cho mình leo cây nữa. Cứ đi cà phê với nhau, đi ăn đi uống đi cà phê với nhau. Đúng 6 tháng. Lúc đó làm gái chưa? Chưa, còn làm trai mà. Bỗng nhiên bữa đó chở mình đi vòng vòng hoài, không có đi về. Cái tự nhiên hỏi chứ, hỏi thiệt nha, Duy có bạn trai chưa? Nói chưa. Thiệt không? Thiệt mà, từ bữa giờ thì ở đây ra đi chơi với ông, không tôi có đi với ai đâu mà có bạn trai. Vậy bây giờ mình làm bạn trai Duy nha. Té xỉu. Ừ. Rồi sao? Rồi sao? Rồi chị nói sao? Trời ơi, tim đập nhanh kinh khủng. Và không tin, tưởng nó đùa. Thôi đừng có đùa. Duy không thích đùa đâu. Đùa mà Duy yêu thật là khổ. Tự nhiên á, thò tay đằng sau nắm tay mình. Bắt ôm. Tôi nói thật, nghiêm túc, không đùa. Rồi xong chở thẳng về nhà. Là bữa đó là hai người ngủ nhau? Đúng. Ngày đầu tiên hai người ngủ nhau là cái đêm đó luôn? Đêm đó luôn. Có gì không? Có chứ chị ơi. Tan nát. Mất được con gái bữa đó luôn hả? Rồi sang cái bữa đó là chính thức hai người yêu nhau? Yêu nhau luôn, qua ở luôn. Bạn đang nặng trai gạt đúng không? Trai thẳng rạc luôn. Là ngủ xong sáng là dọn đi luôn đó. Xác định là ở luôn, 4 năm. Rồi 4 năm đó là vẫn chưa làm gái? Chưa, như hai đứa con trai vậy đó. Mà phải nói là khi mà bạn đó yêu mình rồi thì bạn đó ghen mình kinh khủng luôn. Chưa bao giờ một người nào mà ghen. Bác ghen lắm. Chứ bác không yêu, tao yêu là ghen kinh khủng. Nếu mà mình nói là đi tới giờ này về mà chưa về, mà về đi rồi biết là hửi khắp người luôn, xem có mùi nào khác không. Ghen cỡ đó đó. Vậy hả? Nhưng mà đến lúc mà bỏ mình một cái á, phải nói là mình không đỡ được luôn. Có nghĩa là mình không bao giờ mình nghĩ là bạn đó sẽ bỏ mình. Rồi có chuyện gì mà bạn đó bỏ chị? Chẳng có chuyện gì hết. Tự nhiên bạn đó nói là thôi mình chia tay, anh phải đi về lấy vợ. Thì bạn đó là con một. Thật ra trong cái thời gian mà sống với nhau thì bạn đó cũng rất là bị nhiều áp lực của gia đình. Bạn quá thương mình đi. Nhưng mà đến lúc bạn đó cần phải chọn giữa mình và gia đình, bạn nó sẽ chọn gia đình. Chị ơi, có phải cái cú sốc đấy nó dẫn đến cái việc chị đi chuyển giới không? Nó cũng có một phần. Lúc đó chị sụp đổ hoàn toàn. 4 năm trời mà hỏi như sao mà kiểu rất thương, thương quá trời thương. Chị khóc mà đến mức độ mà chị khóc mà không biết là mình có thể sống nổi hay không nếu mình xa người đó. Rồi nó có ảnh hưởng nhiều đến công việc hay cuộc sống của mình? Ảnh hưởng chứ, ảnh hưởng cả một cái công việc đến một cái cuộc sống của mình. Có giờ chị đang đi ngoài đường nhá, chị cũng khóc nữa. Tức là cứ nhớ đến người đó là khóc. Suốt 3 tháng, 4 tháng như vậy đó. Và lúc đó chị mới lao vào, coi như là không biết trời đất là gì, chỉ là chơi và không muốn làm nữa. Là buông xuôi á? Buông xuôi. Bao nhiêu lâu chị mới quên được anh ấy rồi chị mới hết buồn? Thật ra thì cũng phải vài năm mới quên được. Cái mà sụp đổ thì khoảng 3-4 tháng. Nhưng mà mình cũng phải tự cứu lấy mình. Nếu như mình cứ như thầy dạy hoài là mình sẽ không còn là mình nữa. Tự đứng dậy, mình phải đứng dậy, gạt hết nước mắt đi và mình sẽ làm lại từ đầu. Và cái ý nghĩ làm con gái của chị bắt đầu từ đó. Chị đã từng y chang vậy, yêu người đó 3 năm. Rồi cũng như vậy. Năm nào hiểu, rất là hiểu được cái cảm xúc của chị Lưu Duy.